Shop xin gửi lời kính chào tất cả các quý vị và các bạn xem video. Đây là cái mẫu nắp mà mình mới làm cho khách, và đây là cái video đầu tiên mình quay cái mẫu này. Đấy thì đây là một cái sản phẩm lắc tay kiểu dây Cuban mọi người nhé. Đấy, thiết kế hàng phun đá vô cùng là đẹp, với cái sản phẩm mà mắt khá là dày như thế này. Đấy, và có cái bản bo ngang là 1/4, cho nên là lên cái dáng lắc rất là đẹp. Nếu như bạn nào mình thích chơi nhé, chơi đồng bộ cả dây chuyền cả lắc tay, thì các bạn hãy tham khảo cái mẫu này. Đây là một cái mẫu mà khi mà đeo lên cổ cũng khá là đẹp, và với cái trọng lượng là 1,6 kg, size tay của bạn này là 18 nhé, thì nó cũng rất là vừa phải cho các bạn đeo. Đấy thì nếu như bạn nào mình thích cái sản phẩm hàng phun đá mà thích có cái bản to ngang to hơn, thì các bạn tham khảo sang cái mẫu khác. Các bạn hãy vào Zalo nhé, để mình gửi cho các bạn thêm một số cái mẫu hàng phun đá. Đó thì nó cũng chỉ có một số mẫu thôi, bởi vì là cái hàng phun đá này thì không phải là bạn nào cũng thích chơi. Đó cho nên nó không nhiều mẫu như là cái sản phẩm hàng trơn mọi người nhé. Đấy thì đây là một cái mẫu mình thấy cũng khá là đẹp và rất là vừa vặn cho những bạn mình không thích đeo những cái sản phẩm quá lớn. Đó, và đặc biệt là đây là một cái sản phẩm mà nó có thiết kế đặc mười nhé. Để các bạn nhìn đằng sau, nó đặc khối như thế này. Đấy, cho nên là cầm nó rất là nặng và chắc chắn. Size tay 18, bản 1.4 mà nó có trọng lượng là 1,6 kg. Và với cái thiết kế khóa nhé, khóa rất là đẹp người nhé. Đấy, cái kiểu khóa Cuban, kiểu dây Cuban thì người ta làm cái khóa thiết kế vô cùng là đẹp luôn. Và cách sử dụng thì hết sức là đơn giản. Các bạn chỉ cần mình cậy nhé, cậy cái đẩy cái nắp khóa này lên thôi. Đấy, và nhấc ra. Đó, thì khi mà mình sử dụng thì các bạn lật cái này lên, lật cái nắp khóa này lên và lại đặt cái đầu khóa này xuống mọi người nhé. Đó, và các bạn bấm xuống cho mình. Đó, bấm xuống và ấn chặt vào mọi người nhé. Đó, các bạn làm nhẹ nhàng thôi, bởi vì là cái sản phẩm này mà các bạn làm mạnh là cái bạc nó mềm là nó sẽ bị méo, nó hỏng cái khóa nhé. Đấy, riêng cái sản phẩm lắc tay hàng đá này thì các bạn hết sức lưu ý khi mà mình sử dụng. Đó, mình phải sử dụng nó giữ gìn hơn là cái sản phẩm hàng trơn. Hàng trơn thì các bạn có thể là mình đeo quăng quật được, các bạn không sợ gì. Nhưng mà riêng cái hàng đá này thì các bạn đeo cũng phải giữ gìn một chút. Và thường là mình khuyên khách hàng là các bạn đeo những cái dịp mình đi chơi nhé. Mình đi chơi ở đâu thì mình dùng. Hoặc là các bạn có thể là mình đeo đi tiệc rồi đi đám chẳng hạn như thế. Chứ mình đeo thường xuyên là nó nhanh bẩn mọi người nhé. Đấy, nó nhanh bẩn, và những cái kẽ của từng cái mắt của cái hạt đá này này. Đấy thì nhìn nó sẽ nhanh bẩn hơn. Cho nên bạn nào mình muốn đeo nó sáng đẹp thì các bạn mình đeo giữ gìn một chút. Và cái sản phẩm này thì khi mà nó bẩn quá thì các bạn hãy vệ sinh nhé. Bởi vì là mình làm nhiều quá, mình quay nhiều quá thì nó sẽ bị rớt cái đá này này. Đó, bởi vì cái hàng đá thì không nói trước được mọi người nhé. Rất có thể là nó sẽ bị rớt một vài ba viên chẳng hạn như thế. Cũng có thể là đeo mãi nó không sao, nhưng cũng có thể là các bạn đeo một thời gian là cũng có thể là nó rớt một hai viên ra là chuyện bình thường. Đó, cho nên là các bạn dùng sản phẩm thì các bạn hãy lưu ý nhé. Đó thì hôm nay là mình quay cho mọi người xem một cái sản phẩm lắc tay hàng phun đá rất là đẹp này. Đấy thì bạn nào mình có nhu cầu đặt riêng lắc tay nhé, là các bạn có thể là đặt cả bộ gồm cả dây chuyền và lắc tay, thì mình cũng đều nhận làm mẫu này theo size mà các bạn yêu cầu. Mình sẽ đặt lên tay nhé, để cho mọi người xem cái dáng của cái lắc này. Đấy, khi mà đặt lên tay là nó sẽ như thế này mọi người này. Đấy, và đeo lên cổ nhìn nó rất là ôm cổ luôn. Đấy, mình sẽ quay cận cảnh và đeo trực tiếp lên tay như này để cho các bạn dễ hình dung nhé. Đó, thì đây là một cái mẫu lắc tay mà mình mới hoàn thiện xong. Đây là một cái sản phẩm đầu tiên và một cái video đầu tiên mình quay. Đấy thì mình sẽ đăng nhé, để cho các bạn tham khảo cái mẫu này. Đấy, đây là một cái mẫu khá là đẹp. Bạn nào mình có nhu cầu thì các bạn nhớ liên hệ mình qua cái số điện thoại là 0966 646 460 mọi người nhé. Mình sẽ tư vấn và báo giá cho mọi người. Đó thì một lần nữa là xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Cảm ơn các bạn.